Dạ rồi, tiếp tục nha Nguyên, em xin giao lưu cả nhà mình là một tác phẩm dúi Hoàng Anh Mộc nhà mình nha. Cây này rất là VIP luôn, rất là duyên luôn nha. Cây này phối hai âm tượng lên nhìn rất là duyên cây luôn nha mình. Một rừng dúi nha, rừng tên thân. Cây này mới xuống lá lọc chi cành đấy nha mình, định hình lại cho nó. Cây này có mã số là 891 nha. Tổng hoành cái gốc em đo là 65. Cây cao em tính từ dưới cái mặt đất này luôn này, cái mặt chậu này luôn này, mà lên tới ngọn luôn nha, là tầm 80. Và cái chiều ngang của cái bệ nha, tính từ điểm tay em chỉ mà qua bên kia tầm 70. Đang nằm cái chậu vuông nhự nuôi lọt lòng là 42 nha nhà mình. Rồi cây này thì em giao lưu nhà mình là 3,5 triệu nha. Em bao phí, em gửi cả chậu luôn đi cho nó đảm bảo an toàn nha. Nói chung cái rừng này rất là duyên luôn nha mình. Này, nguyên một cái bệ ở phần trên này có cốt này, như mình nhìn như rất là vững luôn. Đó. Như ở đây chân trụ này mình mường tượng này, một cái chân trụ nó gánh nguyên một cái bệ ở bên trên này. Đây, mình là xem tham khảo luôn nha. Dúi Hoàng Anh Mộc nha mình. Cây này tầm tuần lễ 10 ngày nữa ra lọc non rất là phê luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Bệ này thì cũng hai người bê nha, rất là nặng. Mình tham khảo luôn, nếu được chuyên ý thì rước về mình sưu tầm luôn nha chú nha. 3,5 triệu em bao phí cho phôi này, mã 891 nha mình. Nếu được chuyên thì rước về sưu tầm ủng hộ em múc luôn, quá phê luôn nha mình ơi. Hàng thì đã nuôi sống khỏe rồi nhưng mình an tâm luôn, cây này nuôi cũng lâu rồi, nguyên bể nha, bể lũ luôn này, lũa là lũa nghiêng rinh hết nha. Cho nên em xin qua cái này luôn nha mình, chúc cho cả nhà mình một ngày mới an lành, sức khỏe bình an luôn nha. Rồi em chào cả nhà mình. Rồi tiếp tục nhà vườn em xin giao lưu cả nhà mình là một cây dúi Hoàng Anh Mộc nhà mình. Cây rất duyên luôn, cây bán thành phẩm rồi nha. Ở đây đóng nguyên một cái củ luôn này. Cây này có mã 886 nha. Hoành củ đo 30, cao 48, đang nằm chậu nhựa là 28 nha. Rồi cây này em giao lưu nhà mình 900 nha, 900 em bao phí cho cây dúi Hoàng Anh Mộc này mình. Cây này hàng ban công nha, rất là duyên luôn. Cái này là đóng nguyên một củ luôn nha mình. Đây, nguyên một củ luôn nha. Cây quá sung luôn, về nhà mình lên cái chậu đẹp cho em nữa là ok luôn. Để bàn trà ban công rất là ok nha. Mình xem tham khảo, được chuyên thì rước về sưu tầm luôn. Chỉ 900k thôi, em bao phí luôn nha. Mình tham khảo luôn. Được chuyên thì rước về ủng hộ mốt luôn, về sưu tầm nha. Rồi mã số 886 nha, 900k nhà mình, em bao phí cho cây dúi này nha. Rất là duyên cây, cây thì quá sung rồi nhà mình ơi. Rồi em xin qua cái này luôn nha. Dạ rồi, tiếp tục nhà vườn em xin giao lưu cả nhà mình là một cây dúi Hoàng Anh Mộc nhà mình nha. Cây này đặc biệt cái là nó nhè đá nha mình, nó ôm nguyên một cục đá to luôn nha. Rồi mình xem tham khảo luôn, nó muốn bao qua cục đá luôn này. Cây cũng được vô dây định hình rồi. Cây này có mã số là 897 nha. Tổng hoành em đo là 50, cao 53. Tới đỉnh luôn nha, lên tới đỉnh luôn. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 26 nha mình. Rồi cây này thì em giao lưu nhà mình 1,7 triệu nha. 1,7 triệu em bao phí. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này sẽ rút ra khỏi chậu nha. Rút ra khỏi chậu. Về nhà mình lên cái chậu đẹp cho em nói nha. Tại mấy cái chậu này nó cũng mỏng. Nhưng mà cả nhà mình muốn lấy chậu thì thêm tiền giá chậu thôi. Nhà mình xem tham khảo nha. Nó nhè đá nha mà. Cứng luôn nha. Nó bao hai đầu luôn, đầu này cũng bao luôn này. Rất là duyên nha mình. Dúi Hoàng Anh Mộc nha. Nếu được duyên thì rất về mình sưu tầm luôn. 1,7 triệu nha. Em bao phí cái này. Cây rất duyên nha mình ơi. Rồi em xin qua cái này luôn nha mình. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một tác phẩm dúi Hoàng Anh Mộc cho mình. Cây này cũng được vô form định hình hết cho nó rồi nha. Bên dưới là nó có nhè một tảng đá luôn nha. Một tảng đá lớn luôn. Tảng đá này tầm 40 nha. Chiều rộng tầm 40, nhè cứng luôn. Cây này trải bàn nhậu là ok luôn. Cây này có mã số là 898 nha. Em đo tổng hoành ngay cái thân này này là tầm 56. Cây cao tính từ mặt chậu mà lên tới đỉnh nha là tầm 105. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 65 nha nhà mình. Rồi cây này nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ý có nhà ý thì liên hệ ai bắt cho em nha.
theo số điện thoại 0366169369 nha. Đây. Nó nhè cái tảng đá này bằng phẳng luôn nha mình. Đây, ở trên đây mình phối tiểu cảnh đồ này nọ là ok luôn. Phối mấy ông tượng bàn nhậu đánh cờ đồ là tuyệt vời luôn. Cái này viên bể rộng luôn nha mình. Viên bể rộng nó liền ra đây luôn nha. Viên bể rộng luôn. Còn cái viên đá này thì bên nhà vườn ghém lên cho có thôi nha. Như giao lưu là không có viên đá này nha mình. Không có nha. Về nhà mình tạo tét mình đặt cái viên khác lên nha. Nói chung là viên đá này là đồ cổ. Rồi mình tham khảo luôn. Hàng nuôi thùng rồi. Rễ rất là nhiều rồi nhưng mình an tâm luôn nha. Hai thân này thì nó được nối với nhau với một cái tay này rất là duyên luôn. Làm đỉnh rồi rất là ok hết rồi. Về nhà mình lên cái chậu đẹp cho em nữa là ok luôn. Cây này là khói cái tảng đá nha mình. Cái tảng đá đó mình phối tượng đồ lên là rất là tuyệt vời luôn. Bàn cờ hay này nọ là bàn nhậu cho nó nhức nách cho nhà mình. Quá phê luôn nha. Đầy đủ luôn, hộp mặt lên tảng đá này luôn nha. Tảng đá này chiều rộng tầm 40 ở nhà mình nha. Là mình xem tham khảo luôn. Mã 898 nha. Được duyên thì liên hệ cho em. Số Zalo là 0366169369 nha. Rồi em xin chào cả nhà mình luôn nha. Chúc cho cả nhà mình xem tin vui vẻ, an lành luôn. Rồi em xin chào cả nhà mình. Dạ rồi, tiếp tục nhà vườn em xin giao lưu cả nhà mình là một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này hàng lũa thép âm thân VIP luôn nhà mình nha. Cây này hàng lũa thép này. Đó, nhà mình thấy mặt lũa. Cây rất già luôn nha. Cây thì quá sung luôn nhà mình. Hàng nuôi chậu lâu rồi. Đó, tay chi đang thả này. Hàng siêu già luôn. Cây này có mã số là 917 nha. Có tổng hoành cái góc này em đo này là 70, cao 60 tới đầu thân chính nha. Đang nằm chậu nhựa nuôi lọt lòng 50 nha, 50-55 nha. Rồi cây này em giao lưu cho mình 3.200 nha, 3.200 em bao phí nha mình. Cây này 2 người B nha. Cái đầu này xử lý này. Đó, rèn bào già này, rất khỏe luôn nha. Đó, cây này nếu mà được chuyên giao lưu em sẽ cố gắng em giữ hết cái tay chi này về nhà mình vô dây định hình cho nó nha. Cái này là một cái phôi rất là đẹp nha. Đó, nhà mình thấy sung không? Đang nuôi thả ăn phân rất là sung luôn. Em gửi cả chậu luôn cho đi đó an toàn nha. Và nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị nha. Lũ quách thép âm thân luôn. Nói chung bây giờ những cái hàng phôi như thế này cẩm thị mà đi săn những cái phôi mà bây giờ chất lượng không còn nữa đó. Nói chung bây giờ nó rất là khang rồi nha mình. Nó khang rồi, không còn nhiều phôi đẹp nữa đâu. Và nhà mình tham khảo nha. Mã số 917, 3.200.000 nha. Em bao phí cả chậu cái này. Cái này hai người ba nặng nha. Dạ rồi em xin qua cái này luôn. Dạ rồi tiếp tục nhà vườn em xin giao lưu cả nhà mình là một cây cẩm thị kim cương đen nha mình nha. Cây này hàng cốt đế rất lực luôn. Đế này nhà mình thấy không? Rất lực luôn nha. Cây hàng nuôi thuần chậu nha mình an tâm luôn. Hàng này cắt giật nha, mới cắt giật em nó này. Chị đang nuôi rất là to luôn nha. Cây này có mã số 912 nha. Cái hoành eo này em đo là 62 nha. Cao là 48 tính từ mặt chậu lên tới đây. Đang nằm chậu nuôi lọt lòng 45 nha. Rồi cây này em giao lưu nhà mình 3.000 nha. 3 triệu nhà mình em bao phí nha. Nói chung hàng này đã thuần rồi nhà mình an tâm luôn. Ở đây có cái hốc lũa nha mình. Lũa thiên nhiên nha. Đó, cây nó cũng đang kéo da luôn nha mình. Nó đang bào da luôn. Cây này rất lực nha mình. Rực lắm. Quá già luôn. Cây này có cái dáng thú luôn nha mình nha. Quá lực cho cây này luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây này em giao lưu không chậu nha mình. Em sẽ rút chậu ra bó bò cẩn thận gửi cho nhà mình nha. Cây này giờ rễ cũng rất là nhiều rồi. Cho mình tham khảo luôn nha. Nó được duyên thì ủng hộ em Út luôn. Cây nằm chậu cũng lâu rồi. Độ già của nó là nhà mình thấy không? Rất già luôn. Rồi 3 triệu nha. Em bao phí cho cây 912 này nha. Cẩm thị kim cương đen. Hàng VIP luôn nha mình. Rồi em xin qua cây này luôn nha mình nha. Rồi tiếp tục nhà vườn em xin giao lưu cả nhà mình là một phôi cẩm thị kim cương đen nha mình nha. Cây này hàng cực kỳ già luôn. Đế bao lực luôn nha. Đó, nhà mình thấy cái độ già của cái cây không? Cây này phôi sống quá khỏe luôn nha mình. Chị đi nè, rất là sung tốt luôn nha. Xanh tươi mát mát luôn. Cây này có mã là 913 nha. Tổng hoành này em đo là 55.
cao 53 tới đầu thân chính nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng 38. Rồi cây này em giao lưu nhà mình là 1,7 triệu nha. 1,7 triệu em bao phí cây này. Không, cây này quá lực nha mình. Cây hàng siêu già luôn. Đó. Mình lại xem tham khảo luôn nha. Nếu mà được duyên Zalo thì mấy cái chi này thì em sẽ cố gắng em đóng em giữ cho nhà mình về vô dây nha. Em sẽ gịch cái đầu chi xuống. Còn nếu mà sự cố trong quá trình vận chuyển nó bị cái chi nào thì anh em mình vui vẻ nha. Đó, nhà mình lại xem cái độ già của cây này. Cây này về nhà mình vô dây định hình nữa là vô form luôn nha mình. Rất là đẹp luôn, cây rất già luôn nha. Em sẽ gửi cả chậu luôn, cây đi cho nó an toàn nha. Quá già luôn nha mình, quá VIP luôn nha. Cây rất là tương lai luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Mã 913 nha. Zalo nhà mình 1,700 nha. 1,7 triệu em bao phí cái này. Cây một người ba nặng nha. Để lạ lướt luôn nha. Nhìn cái cây nó rất là gút cái cây. Nhìn nó côn luôn nha. Rồi em xin qua cái này luôn nha mình. Rồi tiếp tục nhà vườn em xin giao lưu cả nhà mình là một cốt cẩm thị nha mình nha. Kim cương đen. Cây này hàng phôi đang sống khỏe nha mình. Cây rất chi là sung luôn nha. Chi đi rất là tốt luôn. Cây này có mã số 916 nha. Hoành gốc em đo là 87, cao là 73 nha. Đến từ mặt chậu lên tới đỉnh nha. Đang nằm cái chậu nhiều nuôi lọt lòng là 55 nha mình. 55-60 á. Cây này siêu già luôn. Hàng full sống luôn nha mình. Này, quá khỏe luôn nha. Rồi cây này em giao lưu 4,500k nha. Nói chung cây này nặng lắm nha mình. Cây này 2-3 người quê á. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây to cây lắm nha. Cây siêu già luôn nha mình. Một cốt nha. Lên form này thiên nhiên. Quá sung luôn nha mình. Cây này nếu mà được duyên giao lưu em sẽ cố gắng em giữ cái dàn chi này lại cho nhà mình nha. Để nhà mình về xử vô dây rồi này nọ bẻ tay cành giam nó luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên thì rước về sưu tầm luôn. Cây lực cây lắm nha mình, to cây lắm. Rồi mã số 916 nha. 4,5 triệu nha. Em bao phí cái này, cả chậu luôn. Ồ, cây này mà phí đi mà gửi luôn cái chậu này là tới công chuyện luôn rồi nha mình. Rồi mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị nha. Hàng siêu da. Rồi, em quay lại mặt sau nha mình xem cho nó rõ này. Cây sung lắm nha mình ơi. Mấy cái hàng này giờ đi săn cũng rất là hiếm rồi nha mình. Cẩm thị giờ săn rất là khan rồi. Rồi nhà mình tham khảo luôn nha. Rồi em xin qua cái này luôn nha mình. Rồi nhà mình xem tham khảo nha. Giao lưu một cây cẩm thị. Cái này hàng VIP nha. Hàng này full tàn luôn nha mình. Đó. Bộ tàn của nó. Cây cực kỳ già. Hàng thuần chậu lâu năm rồi nha. Con này là siêu phẩm luôn. Con này nó có hòn cổ ngay đây 30 này. Hòn của đây tổng qua tầm 55. Cao lên từ tính từ mặt chậu này lên tới cái đầu chính đây này là tầm 50 nha. Và chiều đổ là tính từ cái điểm tem chỉ này. Đổ tàn ở đây tầm 140 nha mình. Cây này hàng VIP nha. Nói chung cây này nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên thì rước về sưu tầm iBox nha. iBox rồi nha. Thì số điện thoại 0366169369 nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu viết cho nó có thể mình lật lại nha. Lật lại nó ra một cái form như là con công vậy. Hay, đầu đồ có hết nha. Cái đây là phần đuôi này. Có thể em lật lại rất là tuyệt vời luôn. Đó. Mình mường tượng đây là cái đuôi công này. Cây rất đẹp nha. Cây này già lắm nha mình. Rồi nhà mình xem tham khảo nha. Hàng thuần chậu nha. Cây này hàng chiến tương lai nha mình nha. Đó, bộ tàn xương này. Quá phê luôn. Hàng nói chung là hàng này hàng sưu tầm. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn. Dạ rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này hàng cực kỳ quái luôn. Cây này hàng siêu già. Có cái bồ mông cong luôn nha. Bồ mông này nụ bú luôn. Cây này có mã 855. Em đo hòn ngay đây này. Ngay tay em ôm là tầm 38, cao 29 nha. Và chiều phóng tính từ cái điểm này nè. À, ra đây là cái đầu chính nha.
là tầm 55, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 35 nha. Rồi cây này thì em giao lưu nhà mình là 1,6 triệu nha, 1,6 triệu em bao phí cho cây này. Nói chung cây này rất là duyên nha. Cái mặt cây đây thì nhà vườn xử lý nha, xử lý cái mặt cắt đây, đang bào già này, cây hàng siêu già, vua dây nước một nha. Cây này quái cây lắm nha mình. Rồi xám cái bờ mông này, phần này khô lũi nha mình, cây siêu già luôn. Cây này về nhà mình cũng có thể cho nó đổ nha, cho nó đổ xuống cũng rất ok. Để ông quay mặt sau cho nhà mình tham khảo này. Cây này nó cực kỳ duyên lắm nha mình, cảm thị nha. Cây này có thể mình cho nó đổ nó chút xuống cũng rất là ok nha. Cây này đổ cũng rất là đẹp, hàng siêu già, linh nu luôn. Mặt đây mà cắt xử lý rèn bào da luôn này, rất là khỏe luôn. Mình tham khảo nha. Tự nhiên ý thì rút về mình sưu tầm. Một em cẩm có cái bờ mông cong luôn nha. Nó vui nha cả nhà. Mình nhìn y như bồ mông luôn. Rồi mã số 855 nha. Giao lưu cho mình 1,6 triệu nha. Em bao phí không chậu cái này nha. Thế rồi em xin qua cái này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sen sản xương cá nha. Hàng nu bú toàn thân luôn. Nu này. Mình thấy không? Cục nu quá dữ luôn. Cái này tầm trung nha. Cái này có mã số là 859 nha. Tổng hoành em đo là 68, cao 27 nha, tính từ tay em chỉ này tới đầu chính nha. Còn cao lên tới ngọn tầm 50, đang nằm chậu nuôi lọt lòng 35. Cây này em giao lưu cho mình 1,8 triệu nha. 1,8 triệu em bao phí nha, không chậu nha nhà mình. Em sẽ rút chậu ra nha. Tại cái chậu này mà gửi đi là tan nát liền. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này cực kỳ quái luôn nha. Lên nu bú nha nhà mình. Hàng độc lạ nha. Sang sản xương cá nha nhà mình nha. Đó. Bú mà nó bao nó sống nè. Nhìn dữ. Cây này cũng vô dây nước một nè. Nói chung mấy cái chi này để nuôi, để thúc cái cây. Đó, nhà mình tham khảo nha. Sen sản xương cá nha nhà mình. Được chiên thì rút về mình sưu tầm luôn. Đó, lâu lâu mới có một em nha. Rồi mã số 859 nha. Giao lưu nhà mình 1,8 triệu nha. Em bao phí không chậu cái này nha. Nhà mình tham khảo luôn. Dạ rồi em xin qua cái này luôn. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây kim tiền nhà mình nha. Tên gọi khác là thanh ốc và ốc sam trâu nha. Cây này hàng siêu quái luôn. Cây này có mã 860 nha. Hoành gốc 42, cao 40 nha. Đang nằm chậu lọt lòng 40, chậu nuôi nha. Rồi cây này em giao lưu cho mình 2,5 triệu nha. Em bao phí cây này. Hôm cây này rất là duyên luôn nha mình. Ở ngoài nhìn duyên lắm. Nó quái cây. Mấy cây này về mình, cây này thì chuẩn bị cũng ra dây giam nó. Cây này đánh cho bẹt qua cũng rất là ok luôn, phong luôn. Mình tham khảo luôn nha. Kim tiền nha, hàng quái. Cây siêu già luôn. Cây thì quá khỏe rồi nhưng mình yên tâm luôn. Rễ luôn, quá trời rễ luôn. Được duyên thì em sẽ rút chậu ra, em bó bầu cẩn thận gửi cho nhà mình nha. Nhà mình về lên cái chậu đẹp cho em nữa là ok luôn. Rồi mã 860 nha. Giao lưu nhà mình 2,5 triệu nha. Em bao phí nha mình. Rồi em xin qua cái này luôn. Tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây cốc chu rừng nhà mình nha. Cốc chu rừng. Cây này có 3 chân rễ xuống này. 3 chân rễ. Rất là quái nha. Cây này sống khỏe nha mình. Cây này có ghép một bo thái này. Một bộ thái nó dính rồi nha. Cây này có mã là 863. Có tổng hoành em đo 3 chân rễ này là 110. Cây cao là 100 nha. Tính từ mặt chậu lên tới đỉnh nha. Đỉnh ngọn. Đang nằm cái chậu nuôi 90 này nha mình. Chậu nuôi tạm thời thôi. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi cây này thì em giao lưu nhà mình là 3,2 triệu nha. 3,2 triệu em bao phí cho cây này. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cốc chu nha. Đây, ba cái rễ này.
Nói chung cái hàng cóc này thì mình về mình nuôi một thời gian lâu, càng về lâu về dài thì bên dưới nó sẽ tạo củ nha mình, nó sẽ tạo củ nha. Mấy cái bo này cho nó to to chút xíu là mình cứ ghép cốc thái vừa cho em nữa là tuyệt vời luôn. Nhà mình tham khảo nha. Thì rất là ok nha mình. Hàng thì hàng nuôi sống rồi. Nói chung là cốc này nó cũng dễ chịu, nó không có ấy đâu. Nó dễ sống thôi, không vấn đề gì đâu. Rồi nhà mình tham khảo luôn nha. Rồi mã số 863 nha, giao lưu nhà mình là 3 triệu 2 nha. Em bao phí như vậy nè. Em sẽ nếu được duyên giao lưu thì em sẽ rút ra khỏi chậu em bó bầu cẩn thận gửi nhà mình, về nhà mình lên cái chậu mới cho em nha. Rồi, ok. Dạ rồi em xin qua cái này luôn. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây sơn trà nhà mình nha. Cây này dòng sơn trà Phú Yên nha. Cây ngậm đá luôn nha mình. Nhảy đá luôn nha. Cây này to lắm nha mình. Cây to cây lắm. Cây sống khỏe nha, chỉ cành đây đây. Rất là sung luôn, rất là mướt luôn nha. Cây này có mã số là 864 nha. Có cái hòn dưới cái chân đế này nè, em đo là 75, cây cao là 100 nha. Cây cao là 100. Đang nằm cái chậu nuôi 90 lọt lọc. Chậu nuôi tạm thời nha. Thì cây này nhà mình xem tham khảo nha, nếu được duyên ý thì ai bóc cho em nha. Nói chung cái hàng này là đồ nặng nha mình, nói chung nó nặng lắm. Cây này nó ngậm nguyên khối đá luôn nè. Đó. Đá quá trời đá luôn, nó ngậm cứng luôn nha mình. Nhì đá nó ngậm quá trời đá luôn. Từ chân đế lên luôn này, toàn là đá luôn. Trên cây này chi phí đi rất là cao. Nhà mình xem tham khảo nha. Nếu mà cây này cũng tầm ba bốn người ạ, ba bốn người bê nha, cũng rất là nặng. Cây này mà cao mốc đầu, cao mà từ ở dưới mặt chậu này mà tính lên cao hết lên tới ngọn luôn phải hơn 1m6 1m7 nha mình. Mình tham khảo luôn nha. Sơn trà nha. Nói chung cây này to lắm. Cây này rất là nặng. Nó nặng là nặng đá nhưng mà cái dạng đá nó đủ. Đủ cứng luôn. Sơn trà nha. Rồi nhà mình tham khảo luôn. Được duyên ưng ý có nhà ý liên hệ em nha. Thì số điện thoại là 0366 169 369 nha. Số đó cũng là số Zalo của em luôn. Rồi mã số 864 nha. Sơn trà nha mình. Cho rồi em xin qua cái này luôn. Dạ rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây cẩm thị nha mình nha. Cây này nói chung là hàng cũng rất là vip luôn nha mình. Cây cực kỳ già luôn nha. Đây, nước già của nó này, rất già luôn. Phần này là lũ nha mình nha. Cây này vừa rồi mới xuống xuống lá lọc chì cành ở lại giờ nó rất là tùm luôn. Cây này hàng tương lai nha mình nha. Cây này có mã số là 833 nha. Có tổng này em đo là 65. Cây cao là 60 nha. Và chiều rộng tính từ điểm này nó bay ra vào đây nha, tầm 130. Đang nằm chậu lọt lòng là 55 nha. Rồi cây này em giao lưu cho mình là 3 triệu 8 nha. Em bao phí không chậu cây này. Nói chung cây này là rất là tương lai nha mình, rất là đẹp luôn. Cái sân mình rộng rộng nữa, mình đặt mình về mình lên cái chậu VIP cho em nữa là tuyệt vời luôn. Bao phê luôn nha. Cái độ già của nó là nhà mình xem này. Tay cành thì mới lọc chì cành vô dây định hình lại rất là mịn tàn luôn. Vàng chì xương này cực kỳ già luôn nha. Mình xem tham khảo nha. Cây thì quá sung luôn. Cây này nếu mà được duyên giao lưu thì em sẽ cố gắng em giữ nguyên cái bộ tàn cho nhà mình. Cố gắng giữ nguyên luôn nha. Cốt hồn này rất to luôn. Em sẽ rút chậu. Em làm cẩn thận em gửi cho nhà mình về lên cái chậu đẹp cho nó tuyệt vời nha. Nhà mình là xem tham khảo luôn. Bộ tàn giờ quá phê luôn nha mình. Cây quá sung luôn nha. Rồi mã số 833 nha. Em giao lưu nhà mình là 3 triệu 8 nha. Em bao phí cái này. Mình là tham khảo luôn. Hữu duyên nha mình nha. Thế rồi em xin qua cái này luôn nha mình.
Cho rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ nha mình nha. Cây này hàng sống thùng nhà mình. Cây này cốt này rất là to nha, đế trải luôn nha. Cây này đang rất là sung luôn. Cây này có mã số là 829 nha, tổng hồn em đo là 24, cao 30 nha. Và tán rộng của cây này cũng tầm 50 hơn nha mình. Nên nằm chậu nhựa 30 nha. Rồi cây này em giao lưu nha mình 950 nha, em bao phí cây này. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hải châu nha mình nha. Đặc biệt là hàng nuôi thùng rồi nhà mình an tâm luôn. Bẻ tay cành này cũng mịn rồi nha. Quê nhà mình lên cái chậu đẹp nữa là ok. Cốt này. Để trải luôn nha, để trải đều luôn. Cây thì quá sung luôn. Nên cây này cũng tầm hàng tầm trung nhà mình nha, không có nhỏ đâu. Hàng trung bên công nha. Cốt to lùng lực luôn. Rồi mã số 829 nha. 950 em bao phí cho một phôi hải châu này nha. Sống thùng rồi nhà mình an tâm luôn. Nhà mình tham khảo nha. Thì em xin qua cái này luôn nhà mình nha. Chờ rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một phôi dúi nha mình nha, hồng anh mọc. Phôi này hàng chân rễ nôm quá nha, hàng sống khỏe rồi nhà mình an tâm luôn. Cây này có mã số là 819 nha. Cây này có số đo hồn hồn lớn em đo đây nha. Là tầm 20 nha mình. 20 hơn nha. 22 23. Cây cao tính từ cái mặt chậu nha, cao lên tới đây tầm 40 nha. Chiều phóng ra nha, tầm 45 nha mình. Đang nằm cái chậu nhựa 27 nha. Rồi cây này em giao lưu nha mình 750 nha, em bao phí cái này. Nhà mình xem tham khảo luôn. Một phôi dúi hồn anh mọc nha. Phôi này quái nha mình. Phôi này rất là quái cây nha, chân rễ nôm quái luôn. Nhà mình tham khảo nha. Mới vừa được nước dây định hình nha. Cái này đang nuôi cái dàn rễ cho nó khỏe nè. Mình tham khảo nha, cây sống khỏe thì mình an tâm luôn. Dúi hồn anh mọc nha. Cây này có cái form cũng rất là quái nha mình. Mình tham khảo luôn nha. 750 nha, em bao phí cho mã số là 819 nha nhà mình. Chờ rồi em xin qua cây này luôn nha. Chờ rồi tiếp tục nhà vườn em xin giao lưu cả nhà mình là một cây bùm sụm trà Phúc Kiến nha mình nha. Cây này bộ rễ chân nôm, cây này cũng bán thành phẩm nha mình. Cây này cực kỳ xuyên trái luôn nha, đang ho trái luôn nè. Cây rất sung luôn nha, trái chùm chùm luôn, ăn rất ngon nha. Cây này có mã là 822 nha. Em đo tổng hoành cái chân rễ này là 71 nha. Hoành thân lớn này là tầm 19 nha, cao 55. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng 33 nha. Rồi cây này hôm nay em giao lưu cho nhà mình về sưu tầm luôn. Là 1,4 triệu nha, em bao phí cái này nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Bộ rễ chân nôm nha. Rễ là đều sống hết nha, ổn định hết luôn. Về nhà mình lên cái chậu đẹp cho em nữa là ok luôn. Để em quay bụi xương cho nhà mình xem này, ấm tàn rồi nha. Bùm sụm trà Phúc Kiến nha. Nhà mình tham khảo luôn. Trái của nó này. Cây này rất là xiên trái nha. Trái ăn được nha nhà mình. Nhà mình tham khảo luôn. Nếu được chiên thì rút về sưu tầm luôn nha. Một thứ cây cho nó sơm cái vườn luôn. Về mình sưu tầm luôn. Rồi mã 822 nha. Em giao lưu nhà mình 1,4 triệu nha. Em bao phí cây bùm sụm này luôn. Cây có form rất là đẹp nha mình. Mình tham khảo nha. Rồi em xin qua cái này luôn. Dạ rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một tác phẩm dúi hồn anh mọc cho mình nha. Cây này thì cực kỳ quái luôn. Cây này nó đóng cái co này, cái co dặn nuôi bú luôn nha. Y như cây gậy của ông thọ vậy. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây này có mã là 831 nha nhà mình. Cây này có cái hồn hồn này em đo tầm 20 nha mình. Tầm 20 hơn nha, nắm tay của em này. Dư lại một xíu nè. Cây cao là 112 nha, tính từ mặt chậu mà lên tới cái đầu thân chính nha. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 28 nha mình. Rồi cây này thì em giao lưu cho mình là 3,2 triệu nha. Em bao phí cả chậu luôn nha, mình gửi cả chậu luôn. Cho mình xem tham khảo nha. Nói chung cây này rất là quái cây nha mình. Thiên nhiên tạo, cái này mấy cái này chỉ có thiên nhiên tạo thôi. Đó, cái đường co sóng của nó đấy. Nó dặn của đây khá là hay luôn. Mình nhìn y như là cái cây gậy của ông thọ nha mình.
đang làm cái cành rủ luôn nha, nhà mình xem tham khảo luôn, dúi hòn anh mọc nha, nó được viên thì rút về sưu tầm luôn. Cái này hai chân rễ nha, hai chân rễ, cái này sống khỏe thùng lâu lắm rồi, giờ mình yên tâm luôn. Rồi mã số 831 nha, Zalo nhà mình là 3,2 triệu nha, em bao phí cái này. Rồi em xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo Zalo một cây cẩm thị kim cương đen nha mình nha. Cây này có cái form dáng rất là duyên luôn nha mình, hàng cũng rất là quái nha, lũ thép nha mình. Ở đây có hai cái chân đế nha, hai chân đế có cái dáng này đổ lướt rất là duyên luôn. Cây này cũng được vô form nước một nha, rất là quái cây. Cây này có mã số là 764 nha, có tổng hoành em đo hai cái chân đế này này là 57, riêng cái chân đây này tầm 30 nha, cao 40. Và cái chiều phóng nha, tính từ cái tay em chỉ này nó bay ra vào đây này tầm 80 nha mình, đang nằm cái chậu nhự nuôi lọt lòng là 40 nha mình. Cây này rất là vip nha. Rồi cây này em giao lưu nha mình là 2,2 triệu nha, em bao phí cho cây này. Thấy không, cây này hàng nói chung là tương lai nha, mình nuôi một thời gian nữa ra cái cây rất là đẹp. Mình xem tham khảo này, cái độ già của nó này, rất già luôn. Cây có form cũng rất là duyên nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu đẹp nữa tuyệt vời luôn, rất là tương lai nha. Cẩm thị nha mình. Cái phần này là phần lũ nha, lũ là lũ thép nguyên rinh. Cây này cũng nặng nha mình nha, một người bê cũng rất là nặng luôn. Mình xem tham khảo luôn. Thấy cành đi dây form nút một rồi nha. Về nhà mình nuôi một thời gian nữa đánh tay cành cho nó mịn nữa là tuyệt vời luôn. Rồi mình xem tham khảo nha. Cái này nếu mà được chuyên giao lưu thì em sẽ cố gắng em giữ cẩn thận, gửi cái chỗ nhựa luôn, đi cho nó an toàn nha. Cây rất duyên nha mình, cây này duyên lắm, ở ngoài nhìn rất là mướt mắt lắm. Mình xem tham khảo nha. Rồi mã số 764 nha, giao lưu nhà mình 2,2 triệu nha, em bao phí cho cây này. Rồi em xin qua cây này luôn. Chào rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha mình nha. Cây này có cái form cũng rất là quái luôn nha. Đây, nó có cái tay lên này, ra đây nó bay lên cái tay này. Đây, đang làm cái đỉnh lên trên nha. Đây, cái khúc này rất là cơ bắp luôn, như lực sĩ vậy nha mình. Phần này là nó liền cốt hết nha, phần này đế đấm cũng rất là lực luôn. Cái này có mã số là 768 nha, có tổng hoành ngay cái tay em chỉ này, tròn qua nha là 86, cây cao là 93 nha, tính từ cái mặt ươm này mà lên tới đỉnh nha tầm 93, đang nằm cái chậu là 65 nhân 40 nha, còn 70 là tính từ cái điểm đây nha, bay qua đây là tầm 70 cứ phòng ngang nha. Rồi cây này em giao lưu cho mình 2,5 triệu nha, em bao phí cây này không chậu nha. Cây này còn bầu đất nha mình, còn bầu đất luôn nha. Em sẽ đóng em gửi cẩn thận cái bầu về cho nhà mình, về nhà mình xử lý, mình lên cái chậu mình nuôi nữa là ok luôn. Cây này rất là quái luôn. Đây, rất là nghệ thuật nha. Đây, nó hay cái tay này nó liền luôn nha, tay này nó liền. Nó lên này. Phần này làm đỉnh lại rất là tuyệt vời luôn. Ở dưới là mình lên một cái chậu rộng rộng chút xíu nữa mình phối bạn nhậu đồ uống trà dưới đây rất ok luôn. Mấy ông tiên cũng được, rất là tuyệt vời luôn nha. Rồi mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 768 nha, Zalo nhà mình là 2,5 triệu nha, phôi này nha mình. Phôi này cũng hai người bê ở nhà mình nha, cũng rất là nặng cho phôi này đó. Phôi này hai người cũng rống á. Phải lực rồi nha. Rồi em xin qua cái này luôn nha mình. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây cẩm thị kim cương đen nha. Cây này phòng tàn thiên nhiên nha mình, dạng chì xương này, thì nó thoát rất là duyên luôn nha. Cái đường chì cành nó đi này rất là thoáng luôn. Cái này một cốt nha, em đo cái hoành lớn đây nha là 20, ở đây nó liền một cốt bên dưới nè, em đo đại diện này 20, chiều cao là 65, tính từ mặt chậu lên tới đỉnh nha. Còn form tàn rộng tính từ bên đây mà nó bay qua bên đây này tầm 140, đang nằm cái chậu
53 nha. Rồi giờ mình xem tham khảo luôn. Cây này bộ tàn rất là đẹp nha mọi người. Nó thoát cái chì cành đi nè. Rất là thoáng luôn. Rất là thoáng cụm, mà nhìn nó không có rối nha. Cụm này rất là đẹp nha mọi người. Hữu duyên nha mọi người nha. Hữu duyên nha mình xem tham khảo luôn. Được duyên ý thì liên hệ cho nhà vườn nha, theo số điện thoại 0366169369 nha mình. Nói chung cây này đóng hàng mà gửi cũng rất là cầm cờn luôn nha mình, đóng là rất là to luôn. Đây nó có cái chì này, nó cò lắc này, rất chiền, rất quái luôn. Hàng thuần chậu nha mình. Bây giờ mình xem tham khảo luôn nha. Cẩm thị full tàn.